Quế Trân xin thay mặt cho ban tổ chức cùng với 29 nghệ sĩ đã từng đoạt giải huy chương vàng xuất sắc và triển vọng giải thưởng Trần Hữu Trang kính gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả lời chào trân trọng. Quý vị, 10 năm qua cũng tại sân khấu lớn nhà hát Hòa Bình, những đêm thi chung kết giải Trần Hữu Trang luôn chật kín khán giả, người xem cổ vũ tán thưởng nhiệt tình cho các tiết mục đặc sắc của những tài năng trẻ. Và hôm nay, những nghệ sĩ đã từng đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang sẽ chọn cho mình những vai diễn, những tiết mục diễn hay nhất để mong phần nào đáp lại tình cảm thương mến của người xem trong đêm kỷ niệm giải Trần Hữu Trang 10 năm. Kính thưa quý vị, và món quà đầu tiên xin gửi đến quý vị đó là phần biểu diễn của một nam nghệ sĩ. Anh là một trong 6 huy chương vàng giải triển vọng đầu tiên của giải thưởng Trần Hữu Trang năm 1990-1991. Chắc quý vị đã đoán ra, đó là nam nghệ sĩ Vũ Linh. Kể từ đó đến nay, nghệ sĩ Vũ Linh đã phấn đấu không ngừng để tạo một vị trí vững chắc về sự ngưỡng mộ trong lòng công chúng. Năm 1995, anh lại được trao tặng huy chương vàng xuất sắc giải Trần Hữu Trang và được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Và một trong những nghệ sĩ cũng đoạt huy chương vàng triển vọng năm 1990-1991 cùng với nghệ sĩ Vũ Linh, đó là nữ nghệ sĩ Phương Hồng Thủy. Và nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cũng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Kính thưa quý vị, đêm nay nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy cùng huy chương vàng triển vọng năm 1993, nghệ sĩ Linh Tâm và nghệ sĩ trẻ Ngân Tuấn sẽ cùng đến với trích đoạn Cô Đào Hát, chuyển thể từ truyện ngắn Người Đàn Bà Đức Hạnh của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc Hoa Hạ, đạo diễn Hoa Hạ, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải. Xin kính mời quý vị đến với trích đoạn Cô Đào Hát. Mà tại sao mà
Hôm nay anh tặng bao nhiêu bông vậy? Nốt đó. 9 bông. Mà sao có 9 bông hả? Tại vì cô hát rớt hết nhịp, tôi lấy lại hơn cái. Như vậy là anh nhớ nhiều lắm rồi. Sao khóc vậy? Ai chọc hả? Tôi mừng lắm. Nhưng anh Liêm mà, vậy là không bỏ công. Thời gian qua tôi đã lén chồng chăm sóc cho anh. Nhưng anh Liêm à, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng, là lần chúng tôi gặp lại anh. Thank you.
rồi. Bởi vì lúc nào tôi cũng nghĩ cô là một người vợ đức hạnh.
Lúc nào tôi cũng muốn sống hạnh phúc với cô. Mình ơi, thiên hạ ai cũng nghĩ là tôi đang hạnh phúc, nhưng mà trời ơi, làm sao mà có được hạnh phúc, trong khi từ ngày cưới cô tới giờ có bao giờ tôi dám đến xem cô diễn hay không. Nhìn cô lả lơi với người này, âu yếm như người khác trên sân khấu. Để rồi đem về cô nằm trong vòng tay của tôi, cô âu yếm, cô vuốt ve tôi mà tôi không biết là cô đang thật hay là đang diễn tuồng với tôi nữa. Tôi sợ cô lẫn lộn giữa sân khấu và cuộc đời. Làm sao mà có được hạnh phúc trong khi tôi nghĩ mãi không ra. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Chuyện gì xảy ra với cô khiến cô đứng thất thần như một cái xác không hồn trước Dinh Dương Quan Ba nọ? Nhưng mà tôi bỏ qua hết, bởi vì tôi yêu cô. Mình ơi, tôi tha thiết yêu cô. Cầm Thanh ơi, mình ơi, mãi khi tôi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tại sao, tại sao vậy Cầm Thanh? Tại sao cô chà đạp đến tương lai, đến sự nghiệp của chồng cô, của đồng bào cô, để mà đến đây tư tình với vợ tình nhân trong căn hộ sang trọng này? Không có. Tại sao cô đối xử với tôi tàn tệ như vậy? Không có. Tại sao? Mình hãy nghe em nói. Thật ra em không có gì hết. Em đến đây với anh Liêm chẳng qua là gì, tại nói đi. Không có. Không phải đâu mình. Em không biết đâu ấy. Mà nói gì bây giờ? Em đúng, cô còn nói gì được nữa, khi chính mắt tôi chứng kiến chiếc mặt nạ hiền lương của cô vừa đánh rơi đi, cô bày ra cái sự lăng loạn nỉ hỏa của cô. Cầm Thanh ơi, cô đúng là một con đỉ mà. Không phải đỉ đâu. Cô là người đàn bà nhất hạnh nhất trong đời mà tôi được biết. Anh muốn đánh đập đâm chém, đâm giết gì tôi cũng được, nhưng anh không được xúc phạm đến Cầm Thanh. Cô ta không phải là đỉ, mà là người đàn bà nước hạnh cao quý nhất trên đời. Cầm Thanh ơi, chính tôi đã giết hạnh hôn đùi. Tại sao không để cho tôi điên, mà là tôi điên để con nhìn thấy những bất hạnh hôm nay. Để tôi điên tôi sống trong mộng mị, những tình ảnh loạn cùng sống đau đến nước ngay. Vẫn là quyền chân là chân bí phi là điều tuyệt, để mãi mãi tôi tha hồn mình vào quên làng. Dám nói với tôi là hắn điên. Hắn điên cái chỗ nào đâu? Có lẽ trước đây anh là một người điên, nhưng bây giờ là giờ phút anh tỉnh lại. Anh phải tỉnh lại để biết anh là người chiến thắng. Vì tâm hồn của cô ấy đã mãi mãi thuộc về anh rồi. Trời ơi, tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Là kẻ chết dần mòn khi trái tim đau khổ, vì mãi mãi em đã không thuộc về anh. Cầm Thanh ơi, anh yêu em là sẽ hiểu được em, sau tâm hồn đào hát lấy mang nhiều giả dối. Không giả dối lòng lừa mà đó là sự thật. Dũng ơi, anh sai lầm khi đánh mất Cầm. Anh nói đây là người đàn bà đức hạnh phải không? Để tôi nhìn kỹ cái đức hạnh lan trà này thử coi. Anh cũng được xúc phạm đến nhân phẩm của người ta. Nếu không anh đừng trách tôi nghe chưa? Nghe chưa? Bây giờ thì nhân tình của cô đã ra mặt binh vực cho
người đó. Nó còn đòi đánh tôi, nó hăm dọa tôi nữa nè, cô nghe không? Gì vậy? Định hát tuồng anh hùng cứu mỹ nhân hả? Nhưng mà ông bạn ơi, nhìn kỹ lại coi, ông bạn nhìn kỹ cái con đàn bà này, có đáng cho hai thằng đàn ông chúng ta đôi co sâu sát gì đó hay không? Thích lắm hả? Ừ, thích thì nhường đó. Yên tâm, không tốn một xu. Cho không anh ơi. Đức Hạnh, người đàn bà Đức Hạnh của các loại đàn ông, đây là lần cuối cùng. Cô đừng bao giờ cho tôi nhìn lại cái khuôn mặt dơ bẩn của cô nữa. Mất hết rồi. Trời ơi, tôi mất tất cả rồi. Mất tương lai, mất sự nghiệp, mất vợ. Tôi mất hết rồi. Mất hết rồi. Cô Trâm Thành, bình tĩnh lại cô. Cô đừng có khóc nữa. Trâm Thành à, cô nghe lời tôi, cô đừng có khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi. Không có sao đâu. Ai khóc đâu. Anh giận mà nói vậy thôi, chứ lẽ nào anh lại đang tâm bỏ vợ. Mà cũng tại tôi, tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Tôi có lỗi với chồng tôi nhiều lắm. Mà thật ra đêm đó, như tôi đã hứa, là hắn không hề chạm tới người tôi. Tại vì tôi nguyện sẽ ra tay tự sát nếu hắn ra tay cưỡng bức. Vô cùng thâm độc, hắn hứa sẽ cho đoàn tiếp tục hát, với điều kiện là tôi phải ở đó hát và đối ẩm với hắn thâu đêm thì hắn mới cho đoàn tiếp tục hát. Thật vậy sao? Cô có biết không, đêm ấy tôi có nghe tiếng la của cô. Tôi chạy vào, nhưng bọn lính canh nó không cho vào, nó còn đánh đập tôi. Tôi vào không được. Ác độc lắm. Nó bắt tôi uống rượu, nó đổ rượu lên đầu rồi nó xé quần xé áo tôi. Tôi giam lại, tôi kêu la nữa. Anh Dân Hạ cũng đâu dám làm gì nó. Thương tôi lâu lắm rồi mà đâu chịu nói ra. Nói ra sợ phải cưới, mà cưới thì mất khán giả. Bởi vậy anh Dũng đòi cưới tôi là tôi chịu liền hả? Mà nãy giờ đi lấy áo cưới đồ lâu quá rồi, chịu lỗi. Cô Cầm Thanh, cô có sao không? Cô Cầm Thanh không lợi nữa, vậy là bỏ luôn rồi, bỏ đi luôn. Cô giống Thanh, như mấy cha mà. Cô bình tĩnh lại đi cô Cầm Thanh. Nói yêu tôi, thương tôi thôi mà. Chồng đứa biết tôi sợ quan ba mà bắt tôi lợi đó. Trời ơi, tôi sợ, sợ quá trời. Cô Cầm Thanh, cô đừng có như vậy. Cô Cầm Thanh à, cô phải bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh lại đi cô. Tôi hỏi thật cô nha, cô có thương tôi không hả? Thương anh, yêu chồng, ghét Dân Hạ, thèo lẻo, nhiều chuyện đi mét chồng tôi á, ghét luôn, không có chơi nó nữa. Còn anh á, thì tôi thương anh cũng như là tôi thương tôi vậy đó. Cô Thanh,
Thôi thôi thôi, cô đừng có múa nữa. Cô đừng có múa nữa. Cô ngồi xuống đây. Gì vậy? Kệ. Tôi làm gì thì kệ tôi. Một lại nè. Tôi cảm ơn cô đã giúp cho tôi lấy lại trí nhớ và mọi niềm tin. Tâm lòng cô trong sáng. Và cô nhân hậu quá, cô cầm thanh nè. Làm gì vậy cha nội? Trời ơi, đứng dậy đi. Nè nè, đứng dậy. Không làm gì hả? Tuổi trung đoan có thấy được hả? Nó chửi tôi chết, làm gì phải lại. Làm gì phải múa vậy nè. Mà có múa hay được bằng tôi không mà múa. Hãy coi tôi múa nè. Biết ta là ai không? Hả? Cô cầm thanh. Ta là con của má ta. Má ta là con của ngoại ta. Ngoại đuổi má con nên ra khỏi nhà. Trời ơi, ngoại không có cho vô đi hả? Có ai đây không? Bình tĩnh đi cô Cầm Thanh. Cô Cầm Thanh à, má ơi đừng đánh con đau. Trời ơi, có ai đây không? Để con hát bội làm đau cho má coi. Cô Thanh à, cô bình tĩnh lại đi. Ông ơi, tôi lại không? Trời ơi, ông ơi, tôi gian lại không? Không phải cô Thanh ơi, tôi là Liêm. Không, tôi không có chịu đâu. Tôi là Liêm mà. Tôi không có làm đào chánh đâu nha. Tôi làm đào phụ cũng được nữa. Mà không, thôi không được làm vậy. Không, đừng, 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 buông ra. Cô bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Tôi là Liêm. Không phải đâu, cô Thanh ơi, tôi là Liêm, cô bình tĩnh lại. Tôi xin ông cho tôi tiền. Rồi tôi múa, tôi hát, một tháng trời cũng được. Đem về cho má tôi. Trời ơi, bệnh mà. Có ai đây không? Sao không qua hết trên nền đời? Má sao? Bình tĩnh lại cô Cầm Thanh à. Bệnh hả? Hả? Má ơi, má. Cô Thanh ơi. Má, con đem tiền gì cho má nè. Má dậy, má uống nước nha. Con nấu cháo má ăn nữa. Má dậy nha má. Cô Thanh ơi. Má nghe con nè. Má đừng có dậy, con sợ lắm. Cô Thanh. Má ơi. Có ai không? Trời ơi. Trời ơi, có ai không? Thanh ơi. Có ai không? À! Cầm Thanh, Cầm Thanh ơi, Cầm Thanh, tỉnh lại đi em, Cầm Thanh à, tỉnh lại đi, anh là dân Hạt nè, anh là dân Hạt nè, Cầm Thanh, Cầm Thanh ơi, em tỉnh lại đi, em không thể nào đi vào cõi quên được, em phải nhớ, nhớ những nhọc nhằn mà anh và em đã từng trải qua đó, em nhớ đi em tỉnh lại đi, em ơi, khán giả đang chờ em về để diễn kìa, anh em ở trong đoàn đang chờ em về đó Cầm Thanh à, em ơi. Mình chỉ còn diễn một đêm diễn cuối cùng thôi. Ngày mai này đoàn Tân Thịnh Bang không có còn đâu. Mà nhà tòa soạn báo Sài Gòn mới anh Dũng không có còn nữa. Mình chỉ diễn đêm diễn cuối cùng thôi Cầm Thanh à. Anh Cầm Thanh. Cầm Thanh vẫn mãi mãi là Cầm Thanh. Em vẫn mãi mãi là Cầm Thanh mà. Anh Dân Hạt, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đêm nay là đêm cuối cùng? Tại xảy ra chuyện gì vậy anh? Tên Quang Ba ra lệnh đuổi đoàn tụi tôi ra khỏi Sài Gòn sau đêm nay rồi. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng của tụi tôi thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ hát, hát một suất hát hay nhất trên đời của mình luôn. Phải không Cầm Thanh? Con chim sẻ sẻ. Cầm Thanh ơi, cô đừng có như vậy mà cô Cầm Thanh. Cầm Thanh, bà ngoại đẻ. Em tỉnh lên đi Cầm Thanh. Má đẻ mình. Em đừng có như vậy mà. Em khán giả đang chờ em về để diễn kìa. Cầm Thanh, tỉnh lại đi. Anh em trong đoàn đang chờ em về đó. Đặt chân. Không, anh Hạ, cổ phải là Cầm Thanh. Cổ là Quyền Trân. Là Quyền Trân, anh hiểu không ạ? Quyền Trân. Gọi nữa đây nè, anh gọi tiếp nữa đây nè. Gọi tiếp nữa hả? Quyền Trân. Chị Quyền Trân. Chậm chậm thuyền qua. Chờ khắc chúng này theo dây. Khắc chung. Quyền Trân. Quyền Châu! Quyền Châu! Quyền Châu!
nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy, nghệ sĩ Linh Tâm và nghệ sĩ Ngân Tuấn. Thank you.